Một Việt Nam quật cường nhưng giàu lòng nhân ái, đi qua những ngày dịch bệnh vẫn ấm áp tình bạn người. Bạn có nhận ra giọng của biên tập viên nào không? Cuộc sống không dừng lại, dù có chuyện gì xảy ra, giống như tình yêu thương là suối nguồn của sự sống. Những chương trình này gắn liền với cô ấy. Mười sáu năm đồng hành cùng khán giả trên màn ảnh nhỏ của VTV, ba lần được đề cử danh sách của VTV Awards, chuyên nghiệp và chỉn chu, giải đáp những thắc mắc cho họ, tạo để ứng dụng, sẵn sàng lăn xả. Nhẹ nhàng, ta sẽ hồi sinh, tôi sẽ trở lại. Cùng một niềm tin và ta hồi sinh. Bản lĩnh. Lối dẫn giàu cảm xúc. Cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn nếu như chúng ta biết làm theo tiếng trái tim mình. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đi, và cứ đi, qua rừng sâu và núi đồi. Người ta nói tôi, khờ quá thôi, niềm tin đã... Sống cùng cảm xúc của nhân vật. Cháu Lâm. Chính cháu này là người không bình tĩnh mà. Cuộc chuyện này cũng sẽ kết thúc chương trình. Đó là biên tập viên dẫn chương trình Thụy Vân. Nàng á hậu dành cả thanh xuân để học hỏi, cố gắng và không ngừng cống hiến cho khán giả truyền hình trong suốt 16 năm qua. Và hành trình đó sẽ không dừng lại ở 16 năm mà sẽ thêm nhiều năm nữa, để cô luôn tự hào là người dẫn chương trình của VTV. Mong khán giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho hành trình ấy của Thụy Vân nhé. Và tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24 giờ.